Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Trên địa bàn cả nước mỗi ngày có hàng ngàn ca mắc mới và có hàng trăm người tử vong. Để ngăn chặn không cho dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng, yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và phải được chính quyền cho phép. Yêu cầu người dân không đến nhà thăm nhau trong dịp này để chung tay phòng chống dịch COVID-19. Các trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng, không được chính quyền cho phép là vi phạm chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố và phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Yêu cầu các chốt kiểm soát y tế siết chặt hơn nữa kiểm soát người ra vào khỏi khu dân cư, không cho người ngoài vào trong khu dân cư. Trường hợp đặc biệt xin vào khu dân cư phải được cấp có thẩm quyền cho phép, vì những người này không kiểm soát chặt chẽ chính là nguồn lây bệnh từ bên ngoài vào trong khu dân cư. Vì sự an nguy của mỗi người dân và cả cộng đồng, yêu cầu người dân ai ở đâu hãy ở yên ở đó, ai ở đâu hãy ở yên ở đó, hãy ở trong nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết và phải được chính quyền cho phép. Toàn dân chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19.